Tôi vô đây là bán từ 2007. Nói chung là các món này là từ tôi làm, mà những cái mắm á là từ Huế đưa vô. À, đồng giá là 20k. Đó, chỉ có bún bò thì 30-35. Lúc 7 giờ thì mình dậy thì mình làm chuẩn bị các món, làm rau, làm rạng, làm các đồ màu. Bắt đầu 2 giờ mới dọn hàng ra, bán tới 10:30. Em ăn ở đây cũng được 5 năm rồi. Với là cái hương vị của quán ở đây thì nó giống như là cơm hến mà mình ăn ở Huế vậy á. Thì ăn ở đây thì cái vị của nó thì giống ngoài Huế mình từng ăn nhất. Giá thì là tính ra là rẻ, tại vì ăn nhiều chỗ thì chỗ này là rẻ nhất. Giá hồi xưa là có 12 ngàn một tô, bây giờ qua nhiều năm thì tăng lên chỉ còn 20 ngàn thôi. Giá như vậy là cũng rất là rẻ.